Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Bài trích phong theo thánh Luca. Lạy Chúa, vinh nhân Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con hãy giữ mình, kéo lòng các con ra nặng nề, bởi chè chén say xưa và lo lắng việc đời mà ngày đó thình lình đến với các con như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt con người đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô khen Chúa. Kính thưa ông bà, cô bác và anh chị em. Hôm nay ngày thứ bảy và là ngày cuối cùng trong năm phụng vụ bởi vì ngày mai chúng ta bước vào Chủ nhật thứ nhất mùa vòng của năm phụng vụ mới Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn Chúa nói Các con hãy giữ mình kéo lòng các con ra nặng nề Bởi chè chén say xưa và lo lắng việc đời mà ngày đó thình lình đến với các con như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất vậy các con hãy cầu nguyện luôn tỉnh thức và cầu nguyện luôn như vậy lý do của việc tỉnh thức và cầu nguyện là để cho chúng ta biết phải làm gì cho xứng hợp với cuộc sống của mình và vì khi cầu nguyện làm cho tâm hồn của mình được sống ở trong thức tỉnh và loại bỏ những gì không cần thiết làm nặng nề tâm hồn hay là lương tâm của mình chẳng hạn như là lời chúa hôm nay nói với chúng ta là để tránh những cái chuyện Như là chè chén say xưa Và quá lo lắng đi Về những việc đời vân vân. Bên cạnh đó Khi mà cầu nguyện Làm cho chúng ta đón nhận được ơn Chúa Và tránh được những cái xa trước cám dỗ và có đủ sức chiến đấu với ma quỷ trong mọi hoàn cảnh thật ra thì lời kêu gọi tỉnh thức của Chúa Giêsu với các tín hữu tiên khởi thì phải mất một thời gian dài người ta mới hiểu được thế nào là tỉnh thức bởi vì lúc đầu thì họ nghĩ ngày của Chúa sắp đến cận kề nên sống ở trong chờ đợi từng ngày và nhiều người Bỏ đi công ăn việc làm để chờ đợi Một cái sự chờ đợi như thế sẽ gây nên nhiều xáo trộn ở trong cuộc sống thường ngày Nhưng rồi nhờ sự hướng dẫn của các tông đồ Dần dà các ký tố hữu đầu tiên Họ hiểu được hiểu được cái sự cận kề của ngày chúa đến không phải nó thuộc về trật tự của thời gian hay nói một cách khác chúa không đến vào một thời điểm nhất định nào đó mà chúa đến trong từng biến cố của lịch sử trong con người vì vậy chúng ta hãy tỉnh thức sẵn sàng để gặp chúa và đón nhận ân sủng của người ở trong hiện tại cũng có thể trong giờ chết của mỗi người và cũng có thể trong ngày cánh chung của toàn thể nhân loại như vậy sự tính thức đích thực là luôn biết nhận ra sự hiện diện của chúa ở trong từng biến cố đó là sự thức tỉnh mà ngày nay giáo hội mời gọi chúng ta phải luôn có trong một lá thư mục vụ của À, Đức Hồng y Martini vào năm 1993. Lúc đó ngài làm tổng giám mục của Milano đã giải thích về sự tỉnh thức đó như sau. Người vợ tỉnh thức chờ chồng, người mẹ tỉnh thức chờ đứa con ở xa về và người lính tỉnh thức giữa đêm thanh vắng, người y tá tỉnh thức bên cạnh bệnh nhân người tu sĩ tỉnh thức trong lời cầu nguyện. Có những người đang tỉnh thức để sẵn sàng đón nhận những dấu hiệu yêu cầu được giúp đỡ của người anh em đang gặp khó khăn. Có cộng đoàn đang tỉnh thức để sẵn sàng đáp ứng trước mọi trước sự nguội lạnh và mệt mỏi khiến cho họ đánh mất đi nhuệ khí ban đầu. Có xã hội dân sự đang tỉnh thức để mau chóng nhận ra dấu hiệu của sự xuống cấp để chống lại tham nhũng chống lại sự dựng dưng với công ích hết lời trích sự tỉnh thức mà đức hồng y mạc tini nêu ra phải là một sự tỉnh thức mà các ki tô hữu đang cần đến có người vẫn sống và làm việc bổn phận ở hiện tại của mình nhưng tỉnh thức để đón à, để được để được những gì để chúng ta biết được những gì đang xảy ra trong cuộc sống xã hội, trong cuộc sống gia đình và trong từng người chúng ta. Phải chăng thế giới và xã hội mà chúng ta đang sống hiện đang trên đà phát triển một cái thứ văn hóa của sự chết? Vì cuộc sống của con người đang trên đà xuống cấp về luân lý hoặc chúng ta có thể nói ngược lại vì con người chúng ta đang sống xuống cấp về luân lý cho nên một xã hội chúng ta đang trên đà và đang phát triển một cái nền văn hóa của sự chết cho nên thức tỉnh để chúng ta can đảm thắng vượt được những sức mạnh lôi kéo con người đến những cái chỗ vong thân và tỉnh thức để luôn được một cái lương tâm bén nhạy và một tâm hồn trong sạch giữa muôn vàng những cái khó khăn ở trong cuộc sống. Rồi chúng ta tỉnh thức để không vì một chút lợi lộc mà đánh mất đi cái nhân phẩm bằng những cái hành động bất chính của mình. Do vậy, mỗi người chúng ta cần phải cầu nguyện luôn để chúng ta sống trong tỉnh thức và cùng nhau để xây dựng một cái nền văn minh tình thương. Có như vậy, mọi người được sống trong một thế giới yên bình. Và để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt con người hay là trước mặt thiên chúa mà bài phúc âm hôm nay nói đến thưa ông bà cô bác và anh chị em nếu còn một ngày nữa để sống chúng ta sẽ làm gì nếu còn một ngày nữa một ngày cuối cùng nữa để sống ắt hẳn chúng ta sẽ có nhiều điều trăn trối được nhắn gửi đến mọi người thân của chúng ta cũng vậy nếu còn một ngày để làm việc người ta sẽ làm nhiều chuyện tốt đẹp để lại cho đời và cho người và nếu còn một ngày nữa để chúng ta đã trình diện trước mặt chúa chúng ta sẽ ăn năn sám hối về những lỗi lầm những thiếu sót ở trong cuộc sống của mình trên dương gian thế nhưng vì không biết ngày đó là ngày nào nên chúng ta cần phải tỉnh thức và sẵn sàng để giữ cho tâm hồn của mình được thanh sạch luôn. Bởi vì sự chết và kết thúc cuộc sống trên dương gian đó là một điều tất yếu mà hình ảnh chiếc lưới ở trong bài phúc âm nói, chiếc lưới bất thần chụp xuống cho chúng ta thấy cái sự chết của con người mong manh Và cái chết Cái sự sống con người mong manh Và cái chết Không ai có thể thoát được Vì vậy chúng ta Cầu nguyện cho nhau Để mỗi người chúng ta Hãy luôn sống Trong cầu nguyện Để chúng ta luôn thức tỉnh sẵn sàng Ở trong mọi hoàn cảnh AMEN